Chiều nay ngày 11 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng và các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Đến nay, Đà Nẵng đã trải qua 24 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố chỉ còn đang điều trị cho 35 bệnh nhân mắc COVID-19, cách ly 99 trường hợp F1. Hiện nay, thành phố tiếp nhận tại sân bay một trường hợp đến từ vùng dịch và đã đưa đi cách ly. Toàn thành phố đã lấy hơn 470.000 mẫu xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp hàng quán không thực hiện đúng quy định về giãn cách, khai báo y tế và thời gian hoạt động. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam khẳng định, tuy dịch bệnh trên địa bàn đã kiểm soát, nhưng các địa phương, đơn vị và mỗi người dân cần nêu cao ý thức tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế và các quy định của thành phố, không được phép chủ quan lơ là, đồng thời tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch trong các cơ sở sản xuất, nhất là các hàng quán ăn nhỏ lẻ tại khu dân cư. Thì rõ ràng những quán ăn nhỏ lẻ thì điều kiện thực hiện nó tương đối khó, nhưng mà rõ ràng chúng ta không cương quyết thì chúng ta sẽ khó mà có thể phòng chống dịch có hiệu quả được. Đặc biệt là những vấn đề khai báo y tế này, đo thân nhiệt này, khử khuẩn cho khách này, và những cái quán nhậu quy mô nhỏ thì vẫn còn hoạt động sau 21 giờ. Tôi đề nghị là các địa phương tăng cường công tác kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị cần chuẩn bị nghiêm, thực hiện xét nghiệm cho học sinh tham gia kỳ thi lớp 10, tiếp tục quản lý giám sát những người hoàn thành cách ly và những người cách ly đến từ vùng dịch và duy trì nghiêm công tác kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào thành phố.